Không giống như nhiều mỹ nhân khác được ban tặng vẻ đẹp trời cho từ khi mới sinh ra, nhan sắc của Moon Ga-young thuở bé lại không thật sự nổi bật. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, khi bước sang độ tuổi trưởng thành, Moon Ga-young không chỉ cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất mà còn khiến khán giả ngạc nhiên với sự thăng hạng về nhan sắc. Từ một cô gái ngây thơ trong sáng, cô trở thành mỹ nhân sang trọng, sở hữu vóc dáng cuốn hút. Trong tháng 12 này, tác phẩm truyền hình được chuyển thể mong chờ nhất nửa cuối năm là True Beauty sẽ chính thức lên sóng trên đại cáp TVN. Và sau nhiều cuộc tuyển chọn khắt khe thì nhà sản xuất đã lựa được 3 khuôn mặt lựa chọn mặt gửi vàng cho bộ phim lần này. Và trong đó có mỹ nhân cùng nhà với EXO, đó chính là Moon Ga-young. Hôm nay cùng VGT tìm hiểu xem mỹ nhân này có điều gì đặc biệt mà có thể vượt mặt cả Jisoo của Blackpink để hốt vai chính trong True Beauty nhé. Khuôn mặt xinh đẹp không góc chết. Moon Ga-young sinh năm 1996. Cô hiện thuộc nhóm nhân tố tiềm năng của vườn hoa nhà SM khi cho thấy sự trưởng thành cả về phong cách, ngoại hình lẫn các vai diễn trong phim. Không chỉ xinh đẹp, gà cương nhà SM còn sở hữu thân hình siêu nuột với chiều cao 168cm, chân dài ngút ngàn và nước da trắng trẻo. Xem xong loạt ảnh của Moon Ga-young, ai cũng phải suýt xoa, không ngờ cô bé ngày xưa lại dậy thì thành công đến vậy. Xinh đẹp là thế, điểm quyến rũ nhất của Moon Ga-young lại nằm ở thần thái sang chảnh, phong cách thời trang thanh lịch, đậm chất tiểu thư con nhà giàu. Mỗi lần xuất hiện, cô nàng đều thu hút mọi ánh nhìn, khiến cho hội chị em phải ngưỡng mộ và khen ngợi hết lời. Thậm chí trong tác phẩm The Great Seducer, Moon Ga-young chẳng làm gì cũng đủ lấn át cả Sexy Dynamite cùng nhà là Joy, Red Velvet. Màn tái xuất trong The Great Seducer năm 2018 đánh dấu bước chuyển mình của người đẹp 23 tuổi với hình tượng mới mẻ. Vào vai tiểu thư Choi Soo-ji đỏng đảnh, Moon Ga-young được đoàn làm phim chăm chút kỹ lưỡng về mặt ngoại hình, từ trang phục đến cách trang điểm. Vai diễn Choi Soo-ji là một thử thách cho Moon Ga-young, nhân vật có tính cách phức tạp và là kẻ chủ mưu của nhiều kế hoạch đen tối. Hàng loạt diễn biến tâm lý đầy phức tạp của Choi Soo-ji được thể hiện hợp lý dưới sự cố gắng của Moon Ga-young. Lối diễn xuất của nữ diễn viên 23 tuổi được giới chuyên môn nhận định là đã đa dạng hơn so với trước đây. Là gà cưng của ông lớn SM với gia tài diễn xuất đồ sộ, đa dạng. Moon Ga-young là nữ diễn viên trực thuộc Key East Entertainment, công ty con dưới trướng ông lớn SM Entertainment. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi chỉ mới 10 tuổi trong hai bộ phim To Sir With Love và Fallen Angel Jenny. Dành quá nửa tuổi đời cho diễn xuất, nữ diễn viên đã nắm trong tay trên dưới 30 tác phẩm, cả điện ảnh lẫn truyền hình, sở hữu kinh nghiệm không thua kém bất cứ tiền bối nào. Tài năng diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 1996 được giới chuyên môn đánh giá không hề thua kém Kim Yo Jung hay Kim So Hyun. Đóng phim nhiều, nhưng Moon Ga-young lại từng bị đóng khung trong hình tượng nữ sinh ngoan hiền, thuần khiết và trong sáng. Vì vậy mà mờ nhạt giữa showbiz luôn thay đổi không ngừng. Đến tận vài năm gần đây, cô nàng mới chịu biến hóa đa dạng trong diễn xuất. Cũng vì thế mà độ nhận diện công chúng của cô tăng lên đáng kể. Moon Ga-young từng chia sẻ, việc chưa thực sự nổi tiếng vừa giúp cô cảm thấy an toàn, nhưng cũng là gánh nặng thúc đẩy cô cố gắng tiến bộ mỗi ngày. Nữ diễn viên không ngại làm xấu trong drama cổ trang Live Up to Your Name hay hóa tiểu thư sang chảnh Mumo cùng The Great Seducer. Thử sức với vai diễn tình cảm hài hước trong Welcome to Waikiki 2. Và nữ diễn viên xinh đẹp mắc chứng mất trí nhớ của Find Me In Your Memory. Xuất thân danh giá, học vấn đáng nể, lại còn đa tài hết phần thiên hạ. Moon Ga-young sinh ra và lớn lên tại Baden-Württemberg, Đức, nhưng mang quốc tịch Hàn Quốc. Cũng bởi vậy, Ga-young có thể nói thành thạo ba thứ tiếng là Đức, Anh và Hàn Quốc. Bố cô là nhà vật lý học, còn mẹ là nhạc sĩ. Ngay từ nhỏ, cô nàng đã được học chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau, bao gồm violon và piano. Năm 10 tuổi, Moon Ga-young theo bố mẹ về Hàn Quốc và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai trò diễn viên nhí. Trong suốt 14 năm làm nghề và thử sức với nhiều vai diễn, cô nàng đã học được nhiều kỹ năng như cưỡi ngựa, bơi lội, lặn. Nữ diễn viên còn tranh thủ thời gian, thu xếp công việc để theo học đại học Sum Kyung-wan. Ga-young cũng chia sẻ cô rất thích đọc sách, đồng thời đang học thêu thùa, may vá qua YouTube vào những lúc rảnh rỗi. Cô gái may mắn nhất nhì xứ Hàn. Không chỉ ngưỡng mộ về nhan sắc và tài năng, hội fan girl K-pop còn cực kỳ ghen tị với Moon Ga-young khi cô có cơ hội sánh đôi bên loạt nam thần đình đám. Đã vậy, lần sánh đôi nào, Moon Ga-young cũng được các tiền bối nhất mực cưng chiều, tạo được những mối quan hệ cực tốt. Nổi bật nhất phải kể tới màn kết hợp cùng nhóm nhạc huyền bí EXO trong web drama EXO Next Door.
đúng là cô gái may mắn nhất làng Fangirl rồi. Đến cả nam thứ quốc dân Kim Seon Ho cũng từng qua tay cô nàng. Tháng 12 tới còn có cả Cha Eun Woo. Cũng bởi quá tình tứ trên phim lẫn ngoài đời thực, Moon Ga Young và Woo Do Hwan từng dính tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, đại diện hai phía đã phủ nhận ngay, cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Nhìn những khoảnh khắc tình bể tình của cặp đôi thế này, có yêu nhau thật thì fan cũng ủng hộ hết mình thôi. Với hình tượng mới đầy thu hút cùng khả năng diễn xuất ngày một được trao dồi, Moon Ga Young được công chúng kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt sáng giá của lứa diễn viên thế hệ mới K-pop. Và True Beauty của Moon Ga Young sẽ lên sóng vào ngày 9 tháng 12 trên TVN sau khi Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly kết thúc. Và dưới đây là 4 trong số rất nhiều lý do tại sao True Beauty lại đáng được mong đợi tới vậy. Bộ phim quy tụ toàn trai xinh gái đẹp, khán giả tha hồ được rửa mắt. Lựa chọn diễn viên cho True Beauty có lẽ là khâu khó nhằn nhất đối với nhà sản xuất. Ở phiên bản gốc, phần lớn các nhân vật đều được tác giả phác họa theo hình mẫu thần tượng K-pop, có thật ngoài đời, sở hữu vẻ ngoài lung linh và nổi bật. Nhà làm phim sẽ phải cân nhắc thật kỹ càng để chọn ra những gương mặt vừa có ngoại hình gần giống với bản gốc, lại vừa có khả năng diễn xuất ổn định. Cuối cùng, danh tính của bộ tứ True Beauty bản truyền hình cũng lộ diện. Mỹ nhân em gái EXO Moon Ga Young, idol đẹp hơn hoa Cha Eun Woo, bad boy Hwang In-yeop và nữ diễn viên Park Yuna. Trước khi lên sóng, bộ ba diễn viên chính của True Beauty đã kịp rủ nhau đi chụp một bộ ảnh tạp chí cực kỳ chất lượng. Nhìn dàn visual lung linh của dàn cast thế này, còn chần chừ gì mà không xem phim nhỉ? Chẳng phải ngẫu nhiên mà webtoon True Beauty lại đạt 9,76 trên 10 điểm đánh giá bởi cộng đồng mạng. Nội dung phim xoay quanh Lim Jo-kyung, một thiên tài make-up với khả năng hô biến khuôn mặt mộc xấu thảm của mình trở thành mỹ nữ. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, Jo-kyung được vô số nam sinh trong trường để ý, bao gồm cả hai hot boy, Suho và Seo-jun. Không chỉ lãng mạn, True Beauty còn đem lại cực nhiều khoảnh khắc hài hước, khiến khán giả phải cười lăn. Thử tưởng tượng xem, khi bạn đang để mặt mộc, ăn mặc xuê xóa hết cỡ dạo phố, thì lại bắt gặp crush hay vô tình úp nguyên lớp make-up dày cộp vào lưng nam thần của trường. Đó là hai trong số những trường hợp dở khóc dở cười mà Jo-kyung sẽ gặp phải trong True Beauty. Đằng sau tình cảm tay ba cùng nội dung giải trí hài hước, True Beauty cũng khéo léo gửi gắm tới khán giả những thông điệp ý nghĩa. Nữ chính Moon Ga Young từng chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Vogue. Tôi nghĩ nếu khán giả bớt chú tâm tới ngoại hình và các tiêu chuẩn sắc đẹp sau khi xem bộ phim này, tôi tin rằng mình đã chọn đúng dự án. Phim đánh trúng vào tâm lý hội chị em. Vẻ đẹp đích thực cũng phản ánh nhiều thực tế đáng buồn trong cuộc sống của thanh thiếu niên nói chung và nữ sinh tuổi dậy thì nói riêng, nghiện sống ảo, ám ảnh cân nặng lẫn vẻ bề ngoài. Điển hình là nữ thứ Kang Soo-jin, một cô gái tưởng chừng như có cuộc sống hoàn hảo, nhưng thực ra lại mắc chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng, lớn lên trong gia đình đổ vỡ với người mẹ nghiện rượu và bạo lực. Dù nội tâm phức tạp, chịu nhiều tổn thương, Soo-jin vẫn luôn giữ một hình ảnh không tì vết trên mạng xã hội, cũng như trong các mối quan hệ, dùng vẻ đẹp tự nhiên của mình để âm thầm điều khiển mọi người xung quanh. Dàn cameo đông đảo chất lượng đến mức không thể chối từ. Bên cạnh visual lung linh của bộ tứ nam nữ chính, True Beauty còn có sự góp mặt của đội ngũ cameo cực xịn sò. Đầu tiên phải kể đến cuộc hội ngộ của dàn cast trong bộ phim cùng đạo diễn Extraordinary You, cậu thật phi thường. Cả nữ chính Kim Hyo-yoon, bad boy Lee Jae-wook lẫn mãng xà Lee Tae-ri của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly đều đã xác nhận tham gia phim trong vai trò khách mời. Còn vai trò của họ trong phim là gì thì vẫn chưa được bật mí. Một vị khách mời đặc biệt khác của True Beauty chính là SF9 Chani. Nam thần tượng sẽ vào vai Seo-yeon, bạn học của Suho và Seo-jun, tạo nên nhóm 3S đình đám. Được biết, tác giả bộ webtoon này cũng là một fantasy, tên fandom của SF9 chính hiệu nữa đó. Và xem True Beauty, hội fangirl sẽ tha hồ được chiêm ngưỡng những màn makeup đỉnh cao mãn nhãn với bộ sưu tập thời trang đồ sộ của phù thủy trang điểm Jung Ki-eun cùng với hội bạn gái. Và vừa xem phim giải trí, lại vừa có thể học hỏi những bí kíp làm đẹp bắt trend, thấy đáng tiền mạng chưa nào? Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like, share cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.